Thưa quý vị và các bạn, trở về cuộc sống đời thường sau nhiều năm tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế trên chiến trường Campuchia, người thương binh 4/4 Nguyễn Xuân Nhãn đã quyết tâm vượt khó xây dựng kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Hiện nay, lợi nhuận thu được từ trồng trọt chăn nuôi ước tính khoảng gần 200 triệu đồng mỗi năm đã giúp ông có điều kiện lo cho con cái học hành và cải thiện cuộc sống gia đình, trở thành hộ có thu nhập khá ở thôn Nà Diềm, xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên. Sau thời gian tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc ở chiến trường Tây Nam và nước bạn Campuchia, năm 1979, ông Nguyễn Xuân Nhãn rời quân ngũ với thương tật 4/4, trở về quê hương. Dù sức khỏe đã giảm sút cùng với nhiều vết thương trên thân thể, nhưng ông Nhãn vẫn không chịu khuất phục hoàn cảnh, nỗ lực tìm kiếm cách thức làm ăn. Sau nhiều trăn trở, cuối cùng ông đã lựa chọn mô hình chăn nuôi kết hợp với trồng trọt để phát triển kinh tế gia đình. Trong đó, chăn nuôi trâu sinh sản là nguồn thu chủ lực. Để chăn nuôi có hiệu quả, ông phát triển diện tích trồng cỏ chăn nuôi, đáp ứng đủ nguồn thức ăn thường xuyên giúp trâu sinh trưởng tốt. Hiện nay, từ 5 con trâu mẹ, mỗi năm ông bán đi 1 đến 2 con trâu giống, thu về 30 đến 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, ông Nhãn còn đầu tư vào ao nuôi cá. Với diện tích ao trên 30m², ông nuôi khoảng 400 con cá rô phi Đài Loan trôi và chép. Ngoài phục vụ nhu cầu sinh hoạt của gia đình, ông còn bán ra thị trường để tăng thêm thu nhập cho gia đình. Ngoài ra, để tận dụng nguồn thức ăn từ vườn chuối, ông Nhãn còn nuôi thêm ngan, vịt để đa dạng hóa sản phẩm và cải thiện thêm thu nhập. Con trâu là phải công tác là phải có cái cỏ, trồng cỏ voi nhiều cho nó ăn. Sau nữa là con lợn thì mình lại trồng thêm là cái cây chuối. Công tác là ngan, vịt là phải có chuối với thức ăn. Còn cái chỗ là đất mà nó gọi là bằng phẳng thì ta lại tiếp tục tôi là trồng thêm là ngô, sắn để cho nó ăn thêm. Cùng với chăn nuôi, ông còn trồng gần 1 hecta cây ăn quả, nhiều nhất là cây chuối. Ngoài bán quả thu lợi nhuận, ông còn tận dụng thân cây chuối làm thức ăn chăn nuôi, tiết kiệm chi phí. Nhờ đó, ông luôn đảm bảo đủ nguồn thức ăn thô cho gia súc và gia cầm phát triển ổn định, nhất là trong những ngày đông giá rét, khan hiếm rau cỏ xanh. Mô hình của ông Nhãn là phát triển rất có hiệu quả. Gia đình tôi cũng đã áp dụng và học hỏi kinh nghiệm của ông Nhãn để phát triển theo cái mô hình tập trung để tăng học hỏi về cách chăn nuôi, chủ yếu chăn nuôi về đàn lợn, đàn gia cầm, đem lại cái hiệu quả thu nhập hàng năm là tăng thêm cái thu nhập gia đình. Ông Nguyễn Xuân Nhãn này là thương binh, tuy sức khỏe của ông thì cũng gọi là tương đối có tuổi rồi nhưng mà ông không khuất phục trước cái hoàn cảnh khó khăn của gia đình. Ông phấn đấu là với mô hình của ông là nuôi trâu này, vườn chuối này, ao cá này, gà vịt là tương đối nhiều. Hàng năm là ông thu được cái lợi nhuận ông thu được là hàng trăm triệu đồng. Mặc mỗi khi trái gió trở trời, vết thương tái phát lại khiến toàn thân đau nhức, nhưng ông Nguyễn Xuân Nhãn vẫn kiên cường vượt qua khó khăn, cẩn mẫn lao động sản xuất để xây dựng gia đình hạnh phúc khá giả. Là cái chỗ là đất nó khô cằn mà không thể trồng được cây màu như cây ngô, cây sắn này hay là cây cỏ cho trâu này. Đấy, thì tôi lại mô hình được nhân rộng ra là cái chỗ là không làm được, tôi là trồng cây rừng. Thương binh Nguyễn Xuân Nhãn là tấm gương tiêu biểu cho tinh thần vượt khó đi lên. Thành công của ông là động lực cho bà con trong thôn và đồng đội học tập noi theo.